Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay một ngày cuối tuần, ngày thứ sáu về nhà, bỗng mình thấy trước ngay cửa có một thùng đồ. Không biết đó là cái quỷ quái gì, nhưng mà có lẽ rất là đặc biệt. Cảm ơn người đã gửi đến. Và bây giờ mình sẽ mở ra coi nó là cái gì nha. Không biết cái thùng này nó là cái gì, nhưng mà cái nó gửi từ đâu. Gửi từ Phương Hồ tại thành phố Deadfield Beach. Thì ra là ở Florida. Ở vùng biển à. Cái biển này mình có tới rồi. Cái bãi biển này rất là đẹp. Ở Florida cách Miami khoảng 1 tiếng rưỡi. Đây, không biết là cái gì để mà gói kỹ quá. Trời ơi, không biết nó là thuốc độc hay thuốc gì để mùa Covid. Thì ra đây là chị Biên với anh Khánh Dương. Không biết nó là cái quỷ quái gì đây. Và bây giờ mình mở ra. Còn cái thùng này, của chị Thảo. Chị Thảo mà vợ của anh Vũ Thiện, đệ nhất băng nhạc The Ocean. Mình không biết nó là cái gì, nhưng mà đây cái thùng mở rồi đúng không. Đây, cái này là của chị Thảo, mình không có mở. Mà cái này có tên của mình thì mình thử mở ra nha. Sao mà nó gói kỹ thế. I don't know why. Đây. Trời ơi, cái này người gửi đã có lòng và gói cũng rất là có lòng. Trời ơi, cái này là cũng 2-3 lớp rồi nè. Cảm ơn cô em gái, không biết đó là cái gì. Mình cũng biết rồi đấy, nhưng mà mình muốn cho các bạn biết đó là cái gì. Không biết là nước. Thời buổi này mình thấy nước là mình sợ rồi. Không biết là nước, nước độc hay nước gì. Lớp thứ hai nè. Trời ơi, nó đen xì như vậy. Không biết là nước mát hay nước gì đây. Không biết uống. Mùa này cũng trời Houston cũng không có còn nóng nữa. Cảm ơn các bạn. Chắc có lẽ trong những ngày này chúng ta đang thích những không khí của mùa thu rất là trời mát. Không biết cô em này gửi cho mình cái gì mà mình đang sao mà nó khó mở thế. Cố gắng nha. Rồi, sắp ra rồi. Gói kỹ quá, gói như vậy chắc là để khỏi bị đây. Trời ơi, còn thêm cái băng keo nữa nè. Trời ơi. Nước mắm chỉ hiệu DP. Không biết DP là chắc là của Phương Hồ ở Florida gửi qua. Mắm chỉ cái này. Mắm nhĩ mình cũng quên. Nó hình như mình có tới bên đó rồi làm rất là công phu. Và hôm nay mình mới được thưởng cái nước mắm đầu mùa của vợ chồng của Phương. Đây, có hiệu đồng hoàng đây cho các bạn thấy không. Bây giờ mình sẽ thử cái chai này á, là tặng riêng cho mình một nửa, chị Biên một nửa. Hôm nay em xin mạn phép, chị Biên đang ở bên Seattle. Đang ở bên ở Seattle để hưởng bão. Bây giờ chị Biên thì có nấu ăn đâu. Nếu mà có nấu ăn thì em mới mang qua, còn không là em tu hết á. Các bạn ơi, nước mắm chỉ tức là nhĩ hả? Nước mắm nhĩ mình cũng chưa bao giờ biết. Nhưng mà mình thấy cái cách họ làm rất là công phu, rất là khó nhọc, và làm ở bên Florida. Và hôm nay mình được hưởng đầu mùa, mình thử rót ra một miếng. Thơm lắm. Hình như là bắt cá, bắt tôm xong rồi về ướp rồi, rất là công phu. Mình thử thôi nha. Có nó không? Nó không có gắt lắm. Mắm con cua hay mắm ba cua, hai cua, một cua gì đó thì nó hơi mặn. Nhưng mà nước mắm này thấy nó ngon lắm, rất là đặc biệt. Ngon lắm. Cảm ơn vợ chồng Phương nha. Đã vất vả
bao nhiêu thời gian có những cái hũ nước mắm này tự làm, tự biến chế và rồi sắp sửa ra công ty để sản xuất. Mong rằng tất cả các bạn hãy ủng hộ cho vợ chồng Phương ở bên Florida. Ngon lắm, bây giờ mà có cục thịt luộc với miếng rau nhỉ, mình cắn. Bây giờ mình không có thịt luộc, mình lấy thịt thịt này mình cắt thử coi nào. Chấm nó có ngon không? Thử nhá. You try. Ok. Cô con gái cũng muốn thử nước mắm của vợ chồng của cô Phương gửi tới. Nó làm sao con? Ngon không? Nước mắm ngon không? You smell it. Nó thơm mà nó thúi con. Thơm không? Các bạn thấy không, nước mắm là một cái gì đó rất là cần thiết trong các món ăn của người Việt Nam chúng ta. Và đi đâu bây giờ, đi đâu thì đi, dù ở khắp phương trời nào, đúng không, ở khắp nẻo đường nào trên thế giới, chúng ta hướng về quê hương, không cái gì bằng nước mắm của quê hương. Và nước mắm nhĩ, không, đọc đúng là nước mắm nhĩ, hiệu DP, tức là vợ chồng của Phương Hồ ở bên Florida gửi qua. Để làm thử ra. Thơm lắm. Nước mắm này. Đúng là tình tự quê hương, một hương vị của quê hương, hương vị của tình yêu thương, hương vị của con người, cha con người. Ngon lắm. Cái cục thịt này ngon quá. Nó thơm lắm các bạn. Thôi nha, cảm ơn vợ chồng Phương rất là nhiều đã gửi cho anh chị hũ nước mắm này, rồi cũng ăn thử nữa. Hy vọng rằng là chúc cho hai em thành công trong vấn đề kinh doanh nước mắm tại tiểu bang Florida. Và thôi, chiều nay có một chút niềm vui nhận được hai thùng nước mắm này, không biết làm gì hết cho nên là mình thử nước mắm. Nước mắm mình phải uống. Yeski đừng không uống thì các bạn mình nhếm thôi. Thơm lắm, ngon, tuyệt vời. Thôi thì vậy thôi nhá. Rồi mời các bạn, mình sẽ từ từ ăn hết nước mắm này, thịt luộc, rau luộc. Bây giờ nhà mình không còn gì hết, dọn hết rồi, giờ chỉ còn cái tủ lạnh thôi, với còn ít đồ ăn. Hy vọng là ở thêm mấy bữa nữa rồi mình sẽ homeless. Hy vọng là nước mắm này sẽ là hành trang trong những ngày tháng homeless của mình. Chỉ thịt luộc, nước mắm, cơm, đó là những món bình dân ngon trong cuộc sống. Thôi cầu chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe, vui tươi trong cuộc sống. Rồi bye nhá, ăn một miếng cuối cùng nè. Luôn sống. Ngon lắm. Cảm ơn nước mắm của cô Phương nha. Rồi, nước mắm chí nhĩ nước mắm tình tự quê hương, không có hương vị nào nồng nàn yêu quý bằng nước mắm của quê hương dân tộc chúng ta. Đi đâu thì đi, quê hương là chùm khế ngọt, quê hương là hũ nước mắm trong mỗi bữa cơm của gia đình Việt Nam chúng ta. Bye bye các bạn. I love you. See you again.